chính là Lê Thảo Nhi, số báo danh 31. Nhỏ như học không phải là từ papa hay là mama mà từ bố và mẹ và những Việt Nam. Dù Nhi sinh ra ở bên Đức nhưng Nhi không bao giờ quên là Nhi là một cô gái Việt Nam. Và những cái cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nhi không đến đây để Nhi cạnh tranh hay là chiến thắng với những cô gái khác. Nhi đến đây vì Nhi muốn mang một hình ảnh của một phụ nữ Việt Nam tự tin, dám sống, dám theo đuổi đam mê và chăm chỉ làm việc. Và hôm nay Nhi đứng đây, Nhi có thể tự tin nói và tự hào nói Nhi là một Vina Woman. Con đặt câu hỏi cho Lê Thảo Nhi.
Xin chào Lê Thảo Nhi. Chúc mừng em đã tiến rất gần đến Phương Miện và chị hy vọng là với câu hỏi này có thể giúp em chạm đến Phương Miện. Nếu trở thành nguyên thủ quốc gia, điều đầu tiên bạn sẽ làm trong nhiệm kỳ là gì? If you became national leader, what would be the first thing you do in your tenure? Bạn sẽ trả lời vào phương án nào? Em xin trả lời song ngữ. 90 giây của bạn. Ok. Song ngữ chứ. Em nghĩ là bây giờ, trong thế kỷ bây giờ, rất là nhiều người trẻ có vấn đề về tâm lý. Cái đấy là cái sự quan trọng nhất mà mình phải chú ý vào, quan tâm những người trẻ và quan tâm đến những tâm lý của những người trẻ. Vì nếu mà tâm lý của những người bạn đó sẽ tốt hơn thì thế giới sẽ tốt hơn. Xin trả lời tiếng Anh. I think if I would be a big position in the government, I would choose education and mental health, because I believe that many young people right now are facing a lot of problems with their mental health. If you can overcome and support young people to overcome their insecurities and their fears, they become better person and they can help and shape the future to be a better place. Thank you. Lê Thảo Nhi. Cảm ơn bạn. Rất vui được. Xin mời Thảo Nhi. Trong vấn đề này thì hai thí sinh còn lại sẽ được đeo tai nghe để đảm bảo rằng các cô ấy không biết câu hỏi chung là gì. The other two will wear headphones. Câu hỏi chúng tôi đã nhận được từ ban tổ chức. Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai? Where do you see yourself in the next 5 years? Bạn sẽ trả lời theo phương án nào? Em xin trả lời song ngữ ạ. 90 giây dành cho Thảo Nhi. Đúng rồi, nước ngoài vậy mà tiếng Việt ai nghe? Ai cũng... 5 năm trước, Nhi là một người học sinh đi đại học bình thường thôi. Và 5 năm sau là hiện tại, Nhi là một người đã đạt được đam mê mà Nhi mong muốn rồi. Nhi làm được tất cả những gì mà Nhi mong muốn. Vì Nhi luôn luôn tự tin, luôn luôn theo đuổi những gì mình mong muốn và không bao giờ bỏ cuộc. Và 5 năm tới, Nhi sẽ vẫn làm những điều gì Nhi bây giờ đang làm. Truyền cảm hứng cho những người phụ nữ trẻ để luôn luôn sống tích cực, tự tin và độc lập. Student. I had not too much. 5 years later, now I reach my dream. I have my dream job as an influencer. I have my own fashion brand. And I am inspiring so many young women out there. And 5 years later, I cannot keep doing what I'm keeping now. Inspiring women to be themselves, to love themselves, and to spread positive energy. Because we women, we are strong. Thank you. Xin cảm ơn Lê Thảo Nhi. Cảm ơn ạ. Đây là giây phút được chờ đợi. The moment we are waiting for has come. Và một trong hai thí sinh bị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. One of these two ladies will become the new. Quý vị thân mến, trước khi công bố kết quả, tân Hoa hậu, bạn hãy nhớ nếu vì bất kỳ lý do gì Hoa hậu không thể đảm trách và hoàn thành nhiệm vụ thì Á hậu thay bạn đảm nhận vai trò Hoa hậu trước hoạt động mà ban tổ chức giao phó. Please be reminded, for whatever reasons that Miss Universe Vietnam cannot complete her responsibilities, then Miss Vietnam. Bà biết rồi. Đã rồi. Đến 3 phút sau đó được không? Thưa quý vị,
Và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, Hoàng vũ Việt Nam 2022 chính là The new Miss Universe Vietnam 2022. It is... Oh my god, I'm so nervous. Ladies and gentlemen, let's make some noise. Rất khó. Chúng ta sẽ cùng công bố với nhau nhé. Một, hai, ba. Nguyễn Thị.